Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 100% cửa hàng xăng dầu tại Thanh Hóa đã phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ. Ứng dụng khoa học công nghệ trong điều trị các bệnh về nhãn khoa. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 319 doanh nghiệp, người nộp thuế kinh doanh xăng dầu, có 587 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với hơn 2.200 cột bơm. Đến nay, tất cả các doanh nghiệp, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ sau từng lần bán hàng. Trong quá trình triển khai, ngành thuế Thanh Hóa đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế, hóa đơn điện tử, đồng thời luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng thuận thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Việc phát hành hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, đảm bảo tất cả các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Thời gian qua, các địa phương đã triển khai nhiều mô hình, chương trình hoạt động về chuyển đổi số ở nông thôn, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 252 ngày 20 tháng 10 năm 2022 và các văn bản chỉ đạo làm căn cứ để các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông cũng phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tham mưu, thẩm định các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số. 100% hồ sơ công việc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, vượt so với chỉ tiêu đến năm 2025. Hiện toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được 14 thôn thông minh thuộc các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số là Văn Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Trung, Thiệu Hóa và Đông Khê, Đông Sơn. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là bệnh viện đầu ngành về nhãn khoa của tỉnh, trong những năm qua, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đầu tư trang thiết bị máy móc, đào tạo nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong công tác điều trị các bệnh về mắt và hướng đến một thế giới không mù lòa. Vì vậy, chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viện ngày một nâng cao. Giảm thị lực là nguyên nhân khiến ông Nguyễn Trung Thành ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Từng mua thuốc uống và thuốc nhỏ mắt điều trị, nhưng mắt ông không đỡ và có dấu hiệu trở nặng. Ông đã được người nhà đưa đến bệnh viện mắt thăm khám. Sau quá trình điều trị tại bệnh viện, đến nay ông Thành đã thấy rõ. Sau khi tôi khám nhiều nơi, tôi quyết định mổ ở bệnh viện tỉnh Mắt tỉnh Thanh Hóa. Vì do đây là cơ sở nó máy móc tốt, các bác sĩ tận tình chú đáo, sạch sẽ, tất cả các mọi các thuốc với là chi phí rất đi xa thì nó Hà Nội rất thì nó phù hợp với đây. Từng được các bác sĩ bệnh viện mắt tư vấn và điều trị hiệu quả các bệnh nhãn khoa, bà Đỗ Thị Hương, xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng vì lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt. Ngay khi điều trị khỏi bệnh, bà Hương đã cùng gia đình đưa bố mình là ông Đỗ Văn Đường, năm nay đã 106 tuổi, đến bệnh viện mắt khám và điều trị bệnh đục thủy tinh thể. Tôi bị coi như là bệnh mắt là một con, là bị mạc là kiếu, là coi như là gần hết một con mắt, với một con thì là nói chung là cái đáy mắt cũng hơi kém. Hôm đi lên trên bệnh viện Thanh Hóa đây khám thì là coi như là các bác sĩ là nói là coi như là bà phải là coi như là thay đi, mà thay khỏe, thay sớm thì cái đáy mắt nó khỏe thì nó tốt hơn. Hiện nay mỗi ngày, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến thăm khám và điều trị các bệnh nhãn khoa. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ viên chức, người lao động bệnh viện, đến nay Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã trở thành bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh. Với quy mô giường kế hoạch là 180 giường, 170 cán bộ nhân viên làm việc tại 17 khoa phòng ban. Cơ sở hạ tầng của bệnh viện đã được đầu tư, nâng cấp khang trang hiện đại. Hệ thống trang thiết bị, máy móc tại bệnh viện liên tục được đầu tư với nhiều hệ thống chuẩn quốc tế như hệ thống máy phẫu thuật phaco, máy laser da, máy siêu âm AB, máy xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu, máy đo khúc xạ tự động, máy đo công suất thủy tinh thể IOL Master, chụp cắt lớp võng mạc OCT. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực liên tục được đào tạo chuyên sâu và nâng cao. Đến nay, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã có khả năng thực hiện được tất cả các thủ thuật thuộc tuyến và nhiều thủ thuật trên tuyến. Trước đây thì chúng ta chỉ có mục tiêu ấy, là chỉ có giải phóng mù lòa cho người dân thôi. Nhưng đến bây giờ chúng tôi lại tiến thêm một bước mới, tức là chúng tôi phẫu thuật phaco khúc xạ, tức là đưa đến cho người bệnh chất lượng thị giác tốt hơn. Thứ hai là cái phẫu thuật về dịch kính võng mạc, thì trước đây chúng tôi chỉ điều trị những cái bệnh lý về bong võng mạc, nhưng đến bây giờ chúng tôi đã triển khai là điều trị bệnh lý võng mạc của đái tháo đường, cũng như là màng trước võng mạc, cũng như là lỗ hoàng điểm. Trong vòng 5 năm trở lại đây, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã thực hiện thành công hàng loạt các kỹ thuật cao chuyên sâu, phức tạp trong lĩnh vực nhãn khoa, giúp người dân được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Trong đó, nổi bật như phẫu thuật phaco, phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bong võng mạc, phẫu thuật ghép giác mạc, phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân, phẫu thuật phaco tách góc tiền phòng trên mắt glôcôm, điều trị các bệnh lý về mắt có liên quan đến đái tháo đường, các bệnh về võng mạc, hoàng điểm, tĩnh mạch bằng ứng dụng tác dụng của tiêm nội nhãn Lucentis. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh nặng về nhãn khoa đã tin tưởng đến với Bệnh viện Mắt Thanh Hóa để tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của mình. Tôi đến đây thì là bác sĩ khám tôi là bị glôcôm, thì bác sĩ biểu là phải đi khám nhanh mà mổ nhanh, không có là bị mù. Bây giờ được các y bác sĩ mổ cho tôi thì tôi thấy là sáng hơn lúc cũ rất nhiều. Nhờ có ứng dụng về khoa học kỹ thuật hiện đại và tiên tiến như vậy thì trong những năm vừa qua thì cả bệnh viện mắt chúng tôi đã giải quyết được những cái bệnh lý rất là phức tạp, đem lại nguồn sáng lại cho rất nhiều bệnh nhân. Cùng với việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và gắn với kế hoạch phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật để làm chủ, phát huy tối đa công năng sử dụng các trang thiết bị y tế hiện đại. Thường xuyên cử cán bộ bác sĩ tham dự các lớp tập huấn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong và ngoài nước, mời các chuyên gia đầu ngành về giảng dạy và chuyển giao các kỹ thuật chuyên môn. Cùng với đó, bệnh viện rất quan tâm, chú trọng đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Triển khai sâu rộng tại tất cả các khoa phòng về việc thực hiện mô hình quản lý 5S, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Bệnh viện công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, thành lập tổng đài chăm sóc khách hàng để gọi điện thăm hỏi, tư vấn cho người bệnh sau khi ra viện. Định hướng trong thời gian tới, đơn vị đã có cái kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho đi đào tạo sau đại học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 tiến sĩ để nâng cao về trình độ nghiệp vụ của cán bộ nhân viên. Về cơ sở vật chất đã được trang bị một cách khang trang, tạo một cái môi trường làm việc hết sức lành mạnh và bệnh nhân cũng được phục vụ hết sức nhiệt tình và chu đáo. Với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị các bệnh về nhãn khoa tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa trong nhiều năm qua đã giúp cho nhiều bệnh nhân không những được trả lại ánh sáng mà còn giảm bớt khó khăn cho bản thân, gia đình trong chi phí điều trị. Bệnh viện cũng đang phấn đấu trở thành đơn vị chuyên khoa mắt chất lượng cao, giúp người dân được tiếp cận với công nghệ điều trị hiện đại. Chuyên mục Khoa học Công nghệ hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.